Chào mừng các bạn đã đến với livestream của thẩm mỹ viện Lilia. Hình ảnh mà các bạn đang xem là hình ảnh của bạn khách hàng Việt Trinh trước khi phẫu thuật bấm mí và nâng mũi Megadum tại Lilia. Các bạn có thể thấy đây, mắt của bạn Trinh trước khi phẫu thuật. Bạn Trinh thì hai mắt của mình thì khá là lồi đấy ạ, nên là không hiện rõ cái nếp mí. Các bạn có thể nhìn thấy rõ này. Bây giờ bạn là mắt một mí và khá mắt thì khá là lồi. Ở hình ảnh tiếp theo khi bạn nhắm mắt không hề thấy nếp mí, và bạn có thể để ý là cái phần mắt bên trên phía bọng mắt ấy, thì mắt rất là lồi đây. Này. Chính vì cái tình trạng mắt lồi và không có mí này khiến cho bạn là nhiều khi là nhìn cái đôi mắt của bạn rất là lờ đờ và kém tự nhiên. Tiếp theo là về cái tình trạng mũi của bạn Trinh nhá. Mũi của bạn Trinh thì sống mũi thì khá là dài, tuy nhiên thì cái phần đầu mũi thì lại bị hếch và lộ rõ hai cái bên lỗ mũi. Đây các bạn có thể thấy rõ này, mũi hếch và lộ rõ hai bên lỗ mũi. Ở góc nghiêng thì sống mũi rất là dài nhưng mà lại không được cao. Các bạn có thể thấy rõ hơn này, mũi có phần bị hếch lên bên trên ạ. Ngay bây giờ thì các bạn có thể thấy là cái hình ảnh của bạn Trinh mà được được chụp ngay trên bàn mổ. Đây mắt của bạn Trinh ngay sau khi phẫu thuật. Mắt vẫn còn sưng bầm ở hai bên nhưng mà nếp mí đã rất là rõ ràng. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhá, nếp mí rõ ràng và hạn chế hoàn toàn cái tình trạng là mắt bị trố trước đây của bạn Trinh. Ở hình ảnh tiếp theo thì các bạn có thể thấy rõ được dáng mũi của bạn Trinh sau khi nâng mũi Megadum. Đây các bạn có thể thấy này, dáng mũi rất là cao và thanh thoát. Ở cái mũi của bạn Trinh thì có một cái đặc điểm là cái nhân trung của bạn thì khá là ngắn. Các bạn có thể quay về cái hình ảnh cũ đây, nhân trung khá là ngắn. Nên là với cái quá trình thăm khám và trực tiếp phẫu thuật thì bác sĩ đã tiến hành là kéo cái độ dài mũi vừa phải. Vì mũi gấp của bạn thì cái độ dài mũi thì nó đã có rồi. Và tiến hành làm cái đầu mũi thì có cái độ tròn vừa phải để cho cái phù hợp với cái khuôn mặt của bạn hơn và không làm tối cái phần nhân trung của bạn. Đây các bạn có thể theo dõi lại một lần nữa cái hình ảnh trên bàn mổ. Đấy, dáng mũi rất là đẹp đúng không ạ? Rất là bay và đẹp, phù hợp với khuôn mặt của bạn. Ngay bây giờ thì mời các bạn mục sở thị cái khuôn mặt của bạn Trinh ngay sau khi phẫu thuật bấm mí và nâng mũi. Các bạn có thể thấy. Đây, anh quay các góc để cho các bạn cùng xem. Trước hết là về dáng mũi nhá. Đây, mũi hiện tại vừa làm xong thì còn có hơi sưng nề một chút. Nhưng mà các bạn có thể thấy rõ là mũi được nâng rất là cao và thanh thoát. Bác sĩ đã kéo dài độ mũi vừa phải để được lộ rõ cái phần nhân trung của bạn. Đây. Các bạn có thể nhìn nhá, ở cái góc này, góc nghiêng này. Cái đường đầu mũi, môi và cằm của bạn Trinh đã được chạm trên một cái đường thẳng theo một cái tỷ lệ chuẩn. Tiếp theo các bạn có thể theo dõi là cái mắt của bạn Trinh. Đây các bạn có thể theo dõi kỹ này. Nếp mí rất là đều. Hiện tại thì vẫn còn hơi sưng bầm một chút, nhưng mà nếp mí rất đều, rõ ràng và khắc phục hoàn toàn cái tình trạng là mắt bị trố trước đây. Trinh ơi, mời bạn soi gương để theo dõi kết quả nhé. Thay đổi rất là nhiều phải không Trinh? Vâng ạ. Không biết là trong quá trình làm thì mình cảm thấy thế nào nhỉ? Quá trình phẫu thuật ý. Thoải mái chị ạ? À, thoải mái à? Không cảm giác bị đau mà bác sĩ rất ân cần. À, bác sĩ bên mình làm khá là mát tay đúng không? Vâng. Mình thấy là sau khi làm mắt và nâng mũi này lên thì khuôn mặt của Trinh bây giờ đã tươi tắn và thay đổi rất là nhiều rồi đấy. Một thời gian nữa thì cái mũi của mình nó hết cái độ bầm đi thì nó sẽ gom vào và đẹp hơn nữa đấy. Trinh có thấy hài lòng với cái kết quả này không ạ? Em rất đồng ý ạ. Đấy, nhìn khuôn mặt tươi tắn và xinh hơn rất là nhiều đấy ạ. Cảm ơn Trinh nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của thẩm mỹ viện Lilia. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần livestream tiếp theo.